thôi mà chơi game đêm nhau có hổ tiếng mà giận rồi. Sau khi anh coi đội hình mùa nha xong cái anh quyết định là thôi về tiếp tục build cái đội hình này, đội hình mùa nha bắt phải luôn lên bác ok vô đổi lại màu áo sáp luôn.